Chương trình Chuyện Người Chuyện Ta với Lê Bích Trâm, luật sư Trần Khánh Hưng và Hương Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình này bao gồm nhiều đề tài liên quan tới đời sống trong nhà, ngoài phố, từ gia đình cho đến xã hội. Mọi ý kiến và đóng góp xin liên lạc với Hương Thơ ở số điện thoại 714-378-7969. Mến chào Bích Trâm và luật sư Hưng. Bích Trâm kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV. Mến chào Hương Thơ và luật sư Hưng. Xin mến chào đến Hương Thơ và Bích Trâm và xin kính chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài vào ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và thưa hai bạn, xưa nay mà khi nói về cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thì người ta thường có cái thành kiến không mấy tốt đẹp và cho là đây là một mối quan hệ rất là phức tạp và có thể ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc gia đình. Không phải chỉ riêng trong văn hóa Á Đông mới có cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu, mà dường như là văn hóa nào, dân tộc nào và thế hệ nào thì cái quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn là một trong những nan đề khó giải quyết. Và có thể theo lời yêu cầu của một nữ khán giả đã phải chia tay với chồng vì cái nguyên nhân đến từ bà mẹ chồng, thì chương trình Chuyện Người Chuyện Ta hôm nay xin được phép mạn đàm về đề tài mẹ chồng nàng dâu. Và câu hỏi đầu tiên chúng ta dành cho Bích Trâm là: Bích Trâm có bao giờ có kinh nghiệm làm nàng dâu và lý do tại sao mà cái quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu từ xưa cho đến nay vẫn còn những mâu thuẫn, căng thẳng và xung đột như thế, thưa Bích Trâm? Vâng, thưa Hương Thơ và thưa quý vị, Bích Trâm thì may mắn trải nghiệm đối với mẹ chồng của mình rất là tốt. Nhưng mà nói cho ngay đó thì bây giờ nhất là trong xã hội Âu Mỹ thì khi mà lấy vợ lấy chồng là người ta ra ở riêng rồi, cho nên phải nói là cái thảm cảnh mẹ chồng nàng dâu nó không có còn quá đáng như là thuở xưa nữa. Nhưng mà phải nói là cái vấn đề này nó vẫn có thể là một cái nan đề cho nhiều gia đình, cho nên chúng ta mới làm cái chương trình ngày hôm nay thể theo lời yêu cầu của một chị bạn của Hương Thơ, thì để trả lời câu hỏi của Hương Thơ về sự xung khắc muôn thuở này. Bích Trâm chợt nhớ đến mấy câu ca dao trào phúng xin đọc lên ở đây, đó là: gió đưa bụi chuối tùm lum, mẹ anh như hùm ai dám làm dâu. Hay là: mẹ chồng đối với nàng dâu như mèo với chuột, thương nhau bao giờ. Thì chuyên gia tâm lý người ta cho là hai người đàn bà xa lạ, không quan hệ máu mủ với nhau, nhưng lại có một cái vai trò, một cái vị trí đặc biệt trong gia đình. Có nghĩa là cả hai đều có cái quan hệ rất là mật thiết, rất đậm đà với cùng một người đàn ông. Bên là mẹ, bên là vợ, thì mâu thuẫn dễ xảy ra khi mà cả hai cảm thấy là người kia đang đe dọa vị trí của mình. Bà mẹ có thể cảm thấy là mình bị đẩy ra ngoài cuộc sống của con trai, công lao mang nặng đẻ đau rồi dưỡng dục bao nhiêu năm, nhưng bây giờ bỗng nhiên có một người con gái xa lạ ở đâu xuất hiện rồi cướp cái quyền chăm sóc con trai mình. Còn người vợ thì có thể là cảm thấy bà mẹ can thiệp hay là soi mói quá sâu, quá gắt gào vào cuộc sống riêng tư của gia đình mình. Và nàng có thể nghĩ là mình lấy chồng chứ có lấy gia đình nhà chồng đâu. Bích Trâm có biết một chị bạn tuyên bố là ở chung với gia đình bố mẹ chồng thì save được tiền nhà hàng tháng, nhưng mà cũng mất tiền để mà mua thuốc an thần. Cho nên khi mà con cái ra ở riêng như vậy thì một số bà mẹ chồng có thể là chấp nhận, vì người ta hiểu là con cái mà lớn thì phải có cuộc sống riêng. Nhưng mà một số bà mẹ có thể thương con trai mình một cách hơi ích kỷ, nghĩ là đứa con dâu nó cướp đi con của mình. Rồi khi mà những đứa cháu nó ra đời thì một lần nữa cả hai người đàn bà lại tìm cách cạnh tranh với nhau để mà chứng tỏ cái vai trò quan trọng của mình đối với đứa bé. Bà mẹ chồng thì có thể là muốn áp đặt cái cách dạy nuôi một đứa cháu theo những cái kinh nghiệm cổ xưa, còn nàng dâu thì muốn theo những cái kiến thức hiện đại. Thì vừa rồi Bích Trâm vừa mới nói sơ qua những cái nguyên nhân rất là phổ biến có thể dẫn đến cái xung đột mẹ chồng nàng dâu, thì Bích Trâm muốn hỏi ngược lại Hương Thơ là trường hợp của Hương Thơ thì sao? Hương Thơ thì rất tiếc là Hương Thơ chưa có kinh nghiệm đó, vì khi lập gia đình thì mẹ chồng đã qua đời. Nhưng mà Hương Thơ nghĩ đến người mẹ chồng mà Hương Thơ nhìn thấy được, đó là mẹ ruột của Hương Thơ, thì Hương Thơ thấy là bà là một người mẹ chồng rất là hiền hòa, dễ thương nhất trên đời này. Vì Hương Thơ thấy các nàng dâu, các chị dâu của Hương Thơ yêu quý và chăm sóc mẹ Hương Thơ từ lúc bà còn sống, từ lúc bà đang nằm trên giường bệnh và đến lúc qua đời. Còn riêng Hương Thơ thì đang là mẹ của một cậu con trai độc nhất, rất là cưng con và rất là gần với con, mà Hương Thơ không biết mình sẽ đối phó và ứng xử như thế nào với người đàn bà thứ hai của con mình. Bây giờ Hương Thơ quay qua luật sư Hưng. Hương Thơ nhớ có một bộ phim có tựa là Monster in Law do Jane Fonda và Jennifer Lopez đóng, và
vai mẹ chồng và nàng dâu phải đối phó với nhau dữ tợn đến nỗi là thay vì gọi là modern in law, người ta phải đổi là monster in law, là quái vật. Vậy luật sư Hương có bao giờ thụ lý hồ sơ nào về hai vợ chồng phải chia tay đến từ nguyên nhân bà mẹ chồng hay không? Trong quá trình làm việc của văn phòng đó Hương Thơ thì Hương cũng có những cái hồ sơ mà bởi vì cái sự xung đột hay là những cái va chạm trong cái cuộc sống hàng ngày đó nó được tạo ra bởi vì in-law. Thế bây giờ Hương Thơ nói về cái bộ phim Monster in-law thì ở xứ Mỹ này cũng có một cái câu nói như này, thì không biết chắc là Big Jim Hương Thơ cũng biết là cái blackjack, tức là cái đánh xì rách đó, thì 21 là cái điểm tốt nhất. Thì nhưng mà nếu mà chẳng hạn mình là nhà con mà mình kéo lên được 17 thì người ta ví cái đó là mother's in law hand. Lý do là tại sao, là vì nói là you can't stand and you cannot hit. Tại vì mình stand tức là mình dừng lại đó, tức là nhưng mà cái nghĩa bóng là you cannot stand her, stand cho mother in law chịu đựng được, mà mình cũng không hit, mình cũng không đánh được. Tại vì mình hit thì có thể mình sẽ quát, đúng không? Tiến thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan, thành ra là đó là một cái gọi câu hài hước, nhưng mà nó nói ra cái trường hợp là cái tiến thoái lưỡng nan nếu mà cuộc sống gia đình mà có mặt của cái người mẹ chồng. Dĩ nhiên rằng là bên Mỹ này cái chuyện đó nó cũng ít xảy ra, tại vì khi nếu mà chẳng hạn sinh trưởng ở Mỹ hay là các con lớn lên thì nó đã lập nghiệp, nó đã xa nhà rồi, đã có cuộc sống riêng của nó rồi. Nhưng mà có nhiều trường hợp khi mà thời gian trước đây khi mà gia đình ly tán, có thể là người con trai sau này mới bảo lãnh gia đình của bố mẹ ở Việt Nam qua, thì cái bố mẹ qua thì vẫn theo cái phong cách của Việt Nam. Có thể là có những cái nhu cầu đòi hỏi phải phụng dưỡng, thí dụ chẳng hạn cơm ăn 3 bữa hoặc là và thường thường những cái sự xung khắc nó xảy ra là bởi vì sao, là bởi vì có cái sự phàn nàn về người con dâu không đúng theo cái tiêu chuẩn hay không giữ theo cái mong đợi của những cái người lớn tuổi, thành ra nó đều làm rất khó. Và khi mà cái người chồng đó hay là người con mà nghe cái sự phàn nàn đó rồi quay ra để mà giống như là dăm dạy vợ hay là để mà trách móc hay gì đó, thì dần dần cái tình cảm của hai vợ chồng nó sẽ bị sứt mẻ về cái chuyện đó và đưa đến cái sự đổ vỡ. Thì chúng tôi đã có những cái trường hợp đó xảy ra, hoặc là nhiều khi một thí dụ điển hình, thí dụ chẳng hạn như là người con sau một ngày đi làm về mệt mỏi thì mẹ túm lấy bảo rằng con dâu đã nói hỗn với mình đó. Thì cái điều đó với người con thì kể là không chấp nhận được, rồi nhiều khi không dằn được cái cơn nóng mà có thể là nhiều khi tát vợ hay gì đó. Thì cái chuyện kế tiếp đáng buồn xảy ra là gì? Là sẽ gọi cảnh sát tới nhà, sẽ làm biên bản, sẽ có một cái án lệnh cách ly, restraining order, và ly dị. Thì chỉ vì một câu nói. Chỉ vì một câu nói, đó, hoặc là chỉ vì mình không có dằn được cái cơn giận của mình, đó là giận quá mất khôn, mà nó có những cái hậu quả mà không lường được sau này. Thành ra là phải rất là phải cẩn thận. Và nói về cái sự mà kể như là xung đột giữa mẹ chồng với lại nàng dâu đó, thì nó không chỉ giới hạn ở trong cái môi trường là phải sống chung với nhau. Tại vì không biết là Bích Trâm và Hương Thơ có đồng ý không, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là bà nội thì hay muốn rằng là phải cưng cháu mình, đúng không? Hay là muốn là phải dạy dỗ nó thế này thế kia. Nhưng mà đối với người vợ thì người vợ có thể lại không muốn như thế, không muốn chiều con quá đáng, hay là không muốn cái này không muốn cái nọ. Thành ra là khi mà có một cái sự can thiệp từ phía bên người mẹ chồng về vấn đề nuôi nấng dạy dỗ con thế nào, thì nó là làm ảnh hưởng, nó làm cái sự bất hòa. Thành ra là đây là một trong những nhiều cái ví dụ mà chúng tôi đã thấy sau khi mà thụ lý những cái hồ sơ về vấn đề ly dị liên quan tới in-law. Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Hương Thơ nghe nói ngày xưa ở Việt Nam nó làm dâu rất là cực khổ, phải dậy sớm, phải dọn dẹp, phải lo cho bên nhà chồng, rồi phải nấu nướng, phải phục vụ nhà chồng đủ thứ hết. Nhưng mà đối với xã hội hiện nay thì có sự cách biệt về quan niệm sống và thói quen sinh hoạt giữa hai thế hệ, giữa mẹ chồng và nàng dâu. Vả lại thì phụ nữ ngày nay lại độc lập về tài chính, và vấn đề trọng nam khinh nữ ngày xưa thì không còn nữa. Thì nếu mà trường hợp tất cả mà ở sống chung trong nhà thì chắc chắn sẽ có nhiều va chạm và căng thẳng. Tuy nhiên người đau khổ nhất như là chúng ta hiểu là người chồng, người đàn ông đứng giữa hai người đàn bà. Thì giờ Bích Trâm có hỏi kế tiếp là mẫu người mẹ chồng nào mà nàng dâu sợ nhất? Vâng, mẫu mẹ chồng mà monster in law
thì Bích Trâm xin kể ra đó là có thể là mẫu người mẹ chồng mà quá chiều, quá yêu thương con trai, có thể là hy sinh tất cả để mà cho con được đầy đủ sung sướng. Nhưng mà vì vậy cho nên bà sẽ cảm thấy là chẳng có ai xứng đáng với đứa con yêu quý của mình, và cứ nghĩ là con của mình là hơn hẳn đứa con dâu. Hoặc trường hợp ngược lại, đó là trường hợp mà bà mẹ chồng có cái suy nghĩ tị nạnh hơn thua, lúc nào cũng nơm nớp là con dâu nó khôn hơn con trai mình, coi chừng là nó dành hết những cái gì tốt đẹp của nhà chồng để đem về cung phụng cho gia đình nhà nó. Thì Bích Trâm có biết trường hợp một bà mẹ chồng mà cứ thì thầm riêng với con trai là mày cẩn thận không, con kia nó vơ vét hết của cải về nhà nó. Hoặc là có thể đây là trường hợp của chị bạn của Hương Thơ, là mẹ chồng mà quá hà khắc, có xu hướng cứ áp đặt cái nhìn ý kiến của mình lên những cái chọn lựa và quyết định của con cái, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng vậy. Hoặc là có những bà mẹ chồng khó với con dâu để thị uy, để chứng tỏ mình là người có uy quyền ở trong gia đình, để cho con dâu nó nể sợ mình. Hoặc là nhiều bà mẹ chồng chịu ảnh hưởng của xã hội phong kiến, mặc dù thời nay không có trọng nam khinh nữ, nhưng mà những bà mẹ chồng này là từng sống trong thời đó, cho nên bà sẽ áp dụng nguyên si cái từng trải trước đây để mà bà giáo dục lại con dâu, có thể là để bù lại những cái đau khổ mà trước đây bà đã phải chịu đựng. Thì Bích Trâm tiện đây kể một cái câu chuyện cũng vui vui về một nàng dâu mà được mẹ chồng giáo dục quá kỹ, cho nên nàng làm y theo lời bà, hoặc là theo những cái gì mà nàng thấy. Thì một bà mẹ chồng thấy con dâu mình đang tắm cho đứa con mà cứ vừa tắm, vừa chuẩn bị đồ tắm thì vừa cứ sai anh chồng là anh lấy máy sấy cho em, anh lấy khăn tắm, lấy chậu, nhớ lấy nước ấm cho con nó khỏi lạnh. Ôi giời, sao mà chậm chạp thế, chán cái ông này quá. Thì mẹ chồng thấy vậy cũng xót cho con trai, nên mới khuyên con là sao mà mày cứ quát chồng suốt ngày như vậy. Thì con dâu cứ tỉnh bơ nói là thì con thấy mẹ cũng quát bố ầm ầm cả ngày thế thôi. Thì lời khuyên mà chuyên gia dành cho các bà mẹ là các bà mẹ nên để cho con cái của mình nó tự trải nghiệm. Các bà chỉ nên đóng một cái vai tư vấn hay là khuyên nhủ nếu như cái tình cảnh nó thích hợp, nhưng mà quyết định sau cùng vẫn phải là để cho con cái nó tự làm. Có nghĩa là mình nên tôn trọng cái đời sống riêng tư của con mình. Hương Thơ thấy nó giống như một cái vấn đề tác động tâm lý đó. Giống như ngày xưa bà nội đì bà thì bà giờ đì lại con dâu. Nó là một cái khuôn mà người ta đi theo mà không biết một cách trong tiềm thức. Đến đây thì trước khi mà Hương Thơ đặt câu hỏi với phía đàn ông á, là bà mẹ chồng sẽ thích cái mẫu người con dâu như thế nào, để các ông nào chưa có tìm dâu cho mẹ đó, thì lắng nghe luật sư Hưng sẽ trả lời câu hỏi của Hương Thơ sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình Chuyện Người Chuyện Ta với Lê Bích Trâm, luật sư Trần Khánh Hưng và Hương Thơ xin được trở lại. Và hôm nay chúng tôi đang gửi đến quý vị đề tài mẹ chồng nàng dâu. Một đề tài mà Hương Thơ nghĩ rằng từ xưa cho đến nay vẫn là một cái bài toán nhức đầu cho nhiều gia đình. Và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi xoay quanh đề tài này với mục đích mang lại câu trả lời thích đáng nhất. Và thưa luật sư Hưng, câu hỏi này Hương Thơ dành cho luật sư Hưng là theo kinh nghiệm của phía quý ông đó, thì những đức tính nào mà các bà mẹ của quý ông mong chờ ở nàng dâu ạ? Có lẽ câu trả lời mà nó xác thực nhất là nếu mà kiếm người nàng dâu thì kiếm người nào giống như mẹ. Tại vì cái nỗi lo hay là cái sự quan tâm của người mẹ thì không bao giờ nó dứt cả. Cho dù là con mình nó 2 tuổi hay là nó 20 tuổi hay nó 60 tuổi thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà ở đây đó, mình phải hiểu được là tới một cái tuổi nào đó thì cái đứa con nó cũng như là một chú gà con vậy đó. Nó nằm ở trong một cái tổ ấm, và có lúc nó phải ra ngoài đời để nó đương đầu với tất cả những cái chuyện ngoài đời. Thì mình cũng phải rút lui.
để cho cái chú gà con của mình là có một cái thế đứng ở ngoài xã hội, và có những chuyện có thể sẽ bị vấp ngã, sẽ có bị thương tích, nhưng mà không qua những cái vấp váp đó thì không thể nào mà thành công hay là để trở thành một chú gà trống được đó. Nhiều cái sự xung đột mà nó xảy ra là bởi vì sao? Là bởi vì cái người mẹ chồng đó không có chấp thuận hay là không ưng cái cuộc hôn nhân này. Bởi vì có thể nhiều khi hai con mình nó có quan hệ với lại cái cô đó rồi, chẳng may hay là có bầu, thành ra là phải cưới. Thì đặt giống như gia đình vào một trong cái trạng thái là ok, là ngỡ ngàng và là đã rồi nàng dâu không đúng tiêu chuẩn của bà mẹ chồng lúc đó, đúng, thì hoặc là không, bà mẹ nằm nghĩ không nghĩ rằng là nếu mà mình cản hay không cản thì coi như là gạo đã thổi thành cơm rồi đó. Thành ra là từ những cái sự bực tức đó thì có thể nhiều khi mình bới lông tìm vết hay là những cái chuyện đó. Chứ còn nếu mà bảo bây giờ tiêu chuẩn chọn vợ thì rất là khó, tại vì nó mỗi người đều có một cái sự tiêu chuẩn hay là một cái mẫu người nào lý tưởng. Nhưng nói chung chung thì các bà mẹ thì theo luật sư thì họ mong chờ gì nàng dâu phải như thế nào, phải giỏi bếp núc hay phải biết quán xuyến, phải đi làm, phải có công ăn việc làm chứ không phải ăn bám chồng trong xã hội hiện nay. Thì dĩ nhiên, nhưng mà cái điều mà theo như Hưng nghĩ đó, nó quan trọng nhất là có mang lại hạnh phúc cho con mình hay không. Đó. Là vì ai cũng một cái nhất là trong một cái xã hội bây giờ nam nữ bình quyền và tất cả những cái xung đột nó có thể xảy ra ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thành ra cái chuyện đổ vỡ nó rất là dễ xảy ra. Chứ nó không phải như là cái thời ở Việt Nam hồi xưa mà khi mà người nam là cái người mà gọi là người đàn ông làm chủ gia đình và cái người vợ đóng chiếm vai trò nội trợ và lúc nào cũng phải dựa vào cái người đàn ông để mà sống. Thành thử ra khi mà ở bên Mỹ này những cái va chạm xảy ra thì nó có thể đưa đến cái chuyện đổ vỡ rất là dễ dàng. Thành ra phải làm sao cái vấn đề ở đây, tại vì sắc đẹp theo thời gian nó cũng sẽ trôi đi, nhưng mà làm sao mà mình chọn một cái người mà mình nghĩ rằng là mình có thể, thứ nhất phải hợp, phải cùng một cái ý tưởng, cùng một cái trình độ và phải hợp nhau. Tại vì nếu mà đến với nhau vì một cái khía cạnh nào đó, về có thể là vì tài chính, về sắc đẹp này kia, thì một lúc nào đó sau này đó nó sẽ không còn bền vững nữa. Thành ra nếu mà Hương Thơ và Victor hỏi chúng tôi rằng là ở cái một cái quan điểm nào, thì dĩ nhiên nếu có sắc đẹp rất tốt, nếu có kể như là vững chắc về công ăn việc làm cũng rất tốt, nếu nấu ăn giỏi thì tuyệt vời, mà với sự thế với gia đình, sự thế gia đình tức là công dung ngôn hạnh đầy đủ cả, thì cái điều đó là điều không thể nào mà kể như là chê trách được nữa, là một điều mơ ước của tất cả người đàn ông. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi thấy được là cái người đàn bà đó hợp với mình và phải hợp với mẹ chồng luôn, không và... quan trọng nhất quan trọng nhất là hợp với hợp cả mẹ chồng, không hợp cũng phải giả bộ hợp mẹ chồng yeah. và với có căn bản là mình có thể xây dựng một cái tổ ấm mà nó bền vững được trong tương lai. Nói tóm lại là phải tùy theo cái người mẫu người mẹ chồng. Nếu mẹ chồng như là nãy luật sư Hương nói, mẹ chồng muốn con dâu giống mình rồi bà giữ, bà cũng muốn con dâu giữ nhưng bà làm biết con của mình sao. Nên Hương nghĩ là tùy theo người bà mẹ. Nhưng mà cái điểm này Hương đã nói là ngay cả cái thời mà hồi xưa ở Việt Nam đó, cái thời phong kiến đó, thì cái chuyện mà nhiều khi lấy vợ nó không phải hoàn thuần tí là lấy một cái người chọn người vợ, mà nhiều khi cái người con dâu đó đã đi vào trong cái đại gia đình đó trở thành người hầu. Đó, chẳng hạn như là địa chủ với nông dân, nhiều khi chẳng hạn người nông dân không thể nào mà trả được cái nợ đó thì phải làm gì? Phải dùng con bán gái con của mình à? Bán con để mà hình thức mà vào trong gia đình đó, tuy rằng với tính cách là dâu hay là tỷ thiếp gì đó, nhưng mà thật sự ra thì được đối đãi có thể là như là một cái người ở vậy. Đó. Nhưng mà và có nhiều cái trường hợp khi mà một cái người mà đã trải qua mình bị cái cảnh mẹ chồng nàng dâu giống như hồi xưa, thì cái khuynh hướng về sau này thì mình nghĩ là cái điều đó là cái điều chấp nhận và cái điều đó là cái điều phải xảy ra. Thành ra là trong tới lúc mình trở thành cái người mẹ chồng thì mình lại áp dụng cái đó để cho những người con dâu của mình. Hay là một thí dụ chẳng hạn những người say rượu hay là trong một cái gia đình gọi là mà người có người nghiện ngập, thì tương lai thống kê nói rằng tương lai đó thì những cái đứa con đó nó lại có nhiều cái xác suất để trở thành nghiện rượu hay là tạo ra những cái gia đình mà bất hạnh như vậy.
Đó, thì đó là cái điều chúng tôi nhận thấy. Hương Thơ nghĩ rằng cái tốt nhất là người đàn ông chọn người đàn bà hợp với mình và căn dặn mẹ anh như thế này thế kia nên tránh những cái điều mà tối kỵ là sẽ hợp với mẹ. Nói đến đây thì Hương Thơ sẽ đặt câu hỏi kế tiếp về mẫu nàng dâu nào mà mấy bà mẹ chồng sợ nhất. Thì trước khi đó thì trước khi đặt câu hỏi này thì Hương Thơ lại nhớ một bài hát rất là quen thuộc và nổi tiếng của ban AVT. Thì Hương Thơ xin phép được bắt chước những cái câu này để mô tả cái mẫu người con dâu mà mấy bà sợ nhất, mấy bà mẹ chồng sợ nhất. Xin phép quý vị. Nàng dâu nhà tôi, ôi a cầm tinh con lợn, ôi a vừa ngu lại vừa dài, ôi a vừa béo lại vừa đen, mắt trắng môi thăm lưng bằng cái tủ, người hồi như cũ, đầu tóc bù xù, đầu tóc thơm tho như cái ổ chuột chù. Ôi dâu ơi là dâu, ôi dâu là dâu. Nếu mà chọn mọi cái mẫu người con dâu này thì Bích Trâm ơi, những mẫu người con dâu nào bây giờ xã hội hiện nay mấy bà mẹ chồng là nhát nhất? Vâng, mấy câu hát của Hương Thơ là về nàng dâu mà cầm tinh con hợi. Thì Bích Trâm không có biết hát nhưng mà cũng xin góp tiếng để tả nàng dâu mà cầm tinh con ngựa. Thì là như thế này thưa quý vị. Đó là nàng dâu nhà tôi, ôi à, cầm tinh con ngọ, ôi à, mặc duyết eo thon hay quần khít hẹp, cái mô bi lét chạy khắp Sài Gòn, nhảy nhót form form như cái kiểu ngựa lồng. Ôi dâu ơi là dâu, ôi dâu ơi là dâu. Và bây giờ để trả lời câu hỏi của Hương Thơ là mẫu con dâu nào mà khiến cho mấy bà mẹ chồng phải khiếp sợ, thì đó có thể là con dâu mà trong một cái cuộc chiến với mẹ chồng của mình thì sẵn sàng lôi chồng con ra để mà làm vũ khí, làm bia đỡ đạn. Thì những nàng này sẽ sẵn sàng thi hành cái chính sách cấm vận để mà tuyệt giao với nhà chồng, là chẳng qua là muốn áp đảo tinh thần của mẹ chồng mà thôi, hoặc là sẽ dọa dẫm là không cho ông bà nội gặp cháu, hay là dọa là cháu sẽ ghét bà, hoặc là mẫu con dâu mà nham hiểm, có nghĩa là sẵn sàng dùng những cái kế ly gián để mà làm sứt mẻ cái tình mẹ con giữa chồng mình với lại mẹ của anh ấy. Rồi Bích Trâm biết là có những cái trường hợp mà những bà mẹ chồng thương con thương cháu cho nên cũng cố nhẫn nhịn, cũng không có dám than phiền gì với lại con trai của mình, mặc dù có thể là con dâu đối xử với mình không phải, có thể là gặp một cái nàng dâu quá quắt đáo để thậm chí là hỗn xược đối với mẹ. Thì Bích Trâm từng nghe nói một cái câu này, một bà mẹ chồng đau khổ nói một cách chua xót là thời xưa thì con dâu nó sợ mẹ chồng, chứ còn thời nay thì không ít bà mẹ chồng lại sợ con dâu. Thì bây giờ Bích Trâm lại kể thêm một cái câu chuyện nữa. Trong câu chuyện này thì không biết là mẹ chồng có sợ nàng dâu hay không, nhưng mà chắc chắn là bà mẹ chồng này là đi guốc vào trong bụng của nàng dâu. Thì anh chồng đi làm về thấy vợ mình ngồi thút thít khóc thì mới hỏi là ơ sao ở nhà có chuyện gì mà em lại thế kia. Thì vợ vừa nói vừa đưa ra một cái phong thư, nói là đây mẹ anh vừa mới gửi thư cho anh và lời lẽ xúc phạm em lắm. Thì người chồng mới ngạc nhiên lấy thơ coi, xem qua thì nói là đâu có gì trong này đâu mẹ anh, chỉ có hỏi thăm hai chúng mình, lời lẽ rất là hòa nhã. Thì cô vợ vẫn vừa thút thít vừa phân bua nói là anh không có đọc kỹ cái đoạn tái bút đó, mẹ anh có viết là còn viết cho em là con dâu yêu quý ơi, đọc xong thì nhớ đưa cái thư này cho chồng của con. Có nghĩa là bà mẹ này biết là cái lá thơ này sẽ là bị kiểm duyệt bởi cô con dâu quá quắt. Hương Thơ thấy cái xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu nếu có thì đây sẽ là một cái tình huống rất là khó khăn cho người chồng, người con trai trong gia đình. Mà nếu mà hai người đàn bà quan trọng nhất trong đời của người đàn ông đó mà hiểu được cái điều này chắc không có vấn đề gì để nói. Vậy nhưng mà chúng ta đang cố gắng tìm cái câu trả lời để giải quyết cái vấn nạn này. Thì người đàn ông, thưa luật sư Hương, phải làm gì khi mà mẹ và vợ không thuận hòa? Điều đó rất khó và rất là nan giải, vì tùy theo cái mức độ căng thẳng của đôi bên. Nhưng mà có những cái chúng tôi có những cái thí dụ
hay là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng cái người đàn ông không nên làm. Thí dụ chẳng hạn, nếu mà vợ mình có nấu cơm thì đừng có nói rằng cái món này mẹ anh nấu ngon hơn hay là bữa nào để anh nói mẹ chỉ cho em nấu, thì tối cái đó kỵ, tối kỵ. Đó rất là phật lòng đúng không? Đó. Hoặc là ngược lại, có những cái sự so sánh. Sự so sánh là tại sao em không thể nào làm thế này hay thế kia, hoặc là mẹ nói rằng là thế này thế nọ thế kia, thì nó chỉ làm tạo cho cái hiềm khích nó càng nhiều. Và thí dụ chẳng hạn như là nếu mà mình biết được là cái quan hệ của người mẹ mình và cái người vợ mình nó không có được, không được tốt, thì mình không nên kể như là bày tỏ quan điểm, tức là mình bênh mẹ hay bênh vợ. Tại mình, nếu mình nói như vậy, nếu mình nói mình kể như là nói như vậy với người mẹ, thì nó chỉ làm cho người mẹ cảm thấy rằng là con bây giờ có vợ rồi, không còn để ý hay là không còn care gì đến mẹ. Và nếu mà mình bênh mẹ để mà kể như là giày la vợ, thì người vợ lại nghĩ rằng kể như là ai sẽ là cái người đi với anh suốt trọn cuộc đời. Thành ra nó là trong một cái vị trí của cái người con và cái người chồng, nó rất là gọi là tế nhị, rất là tế nhị, giống như là cái lời của Bích Trâm nói đó, mình phải làm sao ứng xử cho khéo để cho cái mối bất hòa đó nó không càng ngày nó càng tăng mà nó giảm đi. Là phải giữ thế trung lập. Giữ thế trung lập là một, và thứ hai nữa là mình biết nếu mà cái sự bất hòa đó mà nó xảy ra thì nên tránh những cái nơi hoặc là những cái trường hợp mà nó có thể làm cho hai bên bùng nổ với nhau. Và nhưng mà nhiều khi đó rất khó, tại vì thì chúng tôi thấy có nhiều trường hợp như này. Thí dụ chẳng hạn như là cái người chồng, bố mẹ của mình đã già rồi, mà ở một cơ thể, một cái tuổi mà không thể nào ở nhà một mình được, và phải cần có sự chăm sóc của những người con. Và nếu mà con là trưởng nam đi nữa, thí dụ như vậy, thì bây giờ nếu mình mời bố mẹ mình về nhà sống chung với mình, với người vợ, thì người vợ có đồng ý cái chuyện đó hay không? Và rất là khó, tại vì con muốn giữ chọn chữ hiếu, nhưng mà ngược lại nó sẽ tạo một cái gánh nặng rất nhiều. Tại vì khi mà có những người lớn tuổi ở trong nhà mà lại không có làm đầy đủ, hay nhiều khi mình có một cái sơ hở nào đó, tuy không phải là cái sự cố ý, nó sẽ tạo ra cái hiểm khích nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Vâng. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng một giây phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại. Sau đó chương trình Chuyện Nhiều chúng ta sẽ trở lại để tiếp tục đưa những lời khuyên từ các nhà tâm lý, xã hội học, cũng như là những kinh nghiệm bản thân của ba anh em chúng tôi. Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình Chuyện Người Chuyện Ta sẽ được tiếp tục với phần 3, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nói chuyện về những lời khuyên, những cái giải quyết, những cái phương pháp làm sao mà khi mà đứng trước tình thế căng thẳng giữa nàng dâu và mẹ chồng, hay nói rộng hơn là gia đình chồng, thì câu chuyện mà luật sư nói vừa rồi đó là có thật phải không thưa luật sư? Nó là một trong những cái câu chuyện mà chúng tôi đã gặp phải, mà và cái chuyện đó thì cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn, là bởi vì cái người mẹ chồng đó thì vì vấn đề bệnh tật, thành ra là không thể nào có thể tự săn sóc mình được. Thành ra khi mà người con muốn làm tròn chữ hiếu thì muốn đưa mẹ về nhà để mà lo lắng, nhưng bước đầu với sự đồng ý của người vợ, tại vì dĩ nhiên là cái người con gái hay người vợ thì cũng bao giờ muốn chồng cho mình báo hiếu. Nhưng mà khi mà mình lo cho một người bệnh ở trong gia đình như vậy đó, mà mình vẫn còn phải đi ăn đi làm, là cái những cái áp lực đó, và những cái sự khổ cực mà coi ngày coi đêm nó rất là nhiều. Và tới một lúc nào đó thì người vợ, nàng dâu như giọt nước tràn ly, giọt tới tràn ly, không thể chịu nổi nữa, mà nó xảy đến cái chuyện là đổ vỡ đó. Thành thử ra mình nói thì mình ở ngoài, mình nhìn vào, mình khía cạnh, mình bảo là mình không thể nào mình nói được là người con trai như thế thì đừng nên mang mẹ về nhà mình, nên đưa vào trong viện dưỡng lão. Tại vì cũng như lời Phương Thơ Bích Trâm biết ở đây đó, cái tuổi già ở bên Mỹ nó rất là buồn. Là bởi vì nếu mà nhất là về bên xứ này thì không có đẻ con nhiều. Ở Việt Nam mình thôi dự chẳng hạn không có thằng 2 thì có thằng 3, không có thằng 3 thì có 5, thí dụ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ở đây không phải như vậy, có thể một gia đình chỉ có 1-2 đứa con thôi. Đó,
mà khi mà cái tuổi già mà ở trong cái viện dưỡng lão thì dĩ nhiên là cái tinh thần của người già rất là dễ suy sụp để đi xuống. Thành ra cái người già họ muốn ở tuổi già thì cần cái gì, là cần cái tình thương và cái sự bao bọc của gia đình để nó giúp cho duy trì cái tinh thần. Cái tinh thần rất là quan trọng, là vì nếu mà tinh thần nó suy sụp thì sức khỏe nó cũng kém theo. Thành thử ra chúng tôi không thể nào, đây là một cái vấn đề chúng tôi nêu ra để cho mình thấy, chứ câu trả lời thì không thể nào nói được. Ồ, nếu trong trường hợp này thì người con trai nên làm thế này hay làm thế kia, tại cái đó mình không phán xét được. Chỉ có người trong cuộc mới có thể biết được là mình nên làm điều gì thì tốt nhất. Và nếu mà mình có được cái sự hỗ trợ của cái người vợ của mình thì rất tốt. Và tới một cái lúc nào đó mình phải biết rằng đó, nếu mà cái cuộc sống của người bạn đời của mình nó bị ảnh hưởng tới một mức là có thể là không thể nào cứu vãn được, thì mình phải nghĩ tới một cái phương cách khác. Có thể là mình phải có home care, đúng không thưa? Có những cái dịch vụ để mà chăm sóc tại gia, thì nó đỡ đi cái gánh nặng mà mình phải, nó là một cái trạng thái mình phải cân bằng, một cái cán cân mình phải đặt lên để làm sao để, tức là hiếu thảo vẫn có, và ngược lại đối với tình yêu của vợ chồng thì mình vẫn phải làm đủ cái bổn phận của người chồng, chứ không phải là chỉ mang tiền về cung cấp tất cả những tiện nghi trong tháng như vậy là đủ. Tại vì mình có cái trách nhiệm với nhau trên cái vấn đề về tinh thần và quan hệ vợ chồng nữa. Hương Thơ có nói chuyện với nhiều các cụ cao niên, thường thường ta nói nước mắt chảy xuống, thường thường các cụ cao niên bây giờ rất là thông cảm với lối sống hiện đại ngày nay, với lại những căng thẳng, những cái stress mà công ăn việc làm, con cái phải hứng chịu, rồi phải lo chăm sóc cho cha mẹ già, nên các cụ cũng nói là không nên làm phiền con cái. Các cụ lúc nào cũng dặn tự nhủ bản thân là như vậy, nên cũng rất là thương. Nhưng mà bây giờ mình cũng phải làm sao cho là duy hòa chung dung tất cả mọi thứ để mình đạt được cái câu trả lời tốt nhất. Bây giờ thì Hương Thơ, đó là những cái chuyện thật, người thật mà bà luật sư Hương vừa chia sẻ với chúng ta. Bây giờ Bích Trâm có thể đưa ra những lời khuyên từ các nhà tâm lý học như xã hội học góp nhặt mà Bích Trâm đã góp nhặt được, làm sao cho con dâu sống hòa thuận với mẹ chồng như là con gái ruột. Vâng, làm sao để mà hòa hợp thì người xưa mình có câu là con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Có nghĩa là công việc lớn nhỏ gì của nhà chồng là con dâu đều phải chung lưng cùng với người chồng để mà đảm đang, để mà gánh vác. Nhiều khi là trách nhiệm còn lớn, còn nặng nề hơn là đối với gia đình của mình. Nhưng mà cái sự thật đó là giữa mẹ chồng và nàng dâu là, hồi nãy nói rồi, hai người xa lạ, không có quan hệ ruột thịt, máu mủ. Cho nên nếu như mà muốn vun sới tình cảm thì cả hai bên đều phải là chủ tâm cố gắng mà gây dựng. Thì có thể là người mẹ chồng trong tư cách là người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống hơn, sẽ là người mà biết dùng tình thương, biết sử dụng cái lòng bao dung của mình để mà làm gương đối xử với con cái. Rồi ngược lại thì nàng dâu cũng coi trọng mẹ chồng của mình, cư xử lễ độ, kính nể. Là vì mình muốn người ta tôn trọng mình thì mình cũng phải tôn trọng người khác. Đó là cái nguyên tắc chung trong bất cứ mối quan hệ nào thôi. Và nên nhớ là khi mà có vấn đề gì với mẹ chồng của mình, và chắc chắn điều này nó sẽ xảy ra, thì có thể là chúng ta nói chuyện thẳng với mẹ, nhưng cũng đừng có bao giờ mà tỏ thái độ vô lễ. Hoặc là chúng ta, có thể đây là một cái vấn đề nó quá tế nhị, chúng ta không nói chuyện được với mẹ, thì chúng ta nói riêng với lại ông chồng, rồi bàn cái phương hướng để mà hóa giải một cách hòa bình. Và như hồi nãy luật sư Hương nói là người lớn tuổi thì người ta rất là cô đơn, nhiều khi người ta cũng hay tủi thân nữa, thì mình nên quan tâm, mình chăm sóc mẹ mình. Cứ quan niệm đây là người mà đã sinh ra, cái bậc sinh thành ra người chồng mà mình yêu thương. Và khi mà những cái cử chỉ có thể là nhỏ thôi, chứ cũng không cần phải tốn nhiều tiền bạc gì, nhưng mà những cái cử chỉ mà nó đến từ cái tấm lòng rất là chân thành, nó sẽ chinh phục được tình cảm của mẹ chồng của mình. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta đừng có tranh giành chồng với mẹ. Có nghĩa là chúng ta đừng có đặt để chồng của mình vào chính giữa một cái cuộc chiến với mẹ. Là vì như vậy thì đặt
anh ấy vào trong một cái tư thế là làm sao cũng thua hết, bênh vợ cũng thua mà bênh chồng cũng thua. Thì hồi nãy luật sư Hưng kể một cái câu chuyện thật, thì bây giờ Bích Trâm cũng xin chia sẻ một cái bản tin mà Bích Trâm góp nhặt được. Thì là một câu chuyện thật xảy ra ở bên Trung Quốc, thành phố Tô Châu, cũng mới tháng trước đây thôi. Thì một cái vụ tự tử rất là hy hữu, nhưng mà may là không có ai chết cả. Thì cả mẹ chồng và nàng dâu, vì trong lúc cãi vã xung đột là đều nhảy sông tự tử. Thì nàng dâu nhảy xuống trước, rồi thấy vậy thì bà mẹ chồng có lẽ là muốn thử lòng con trai mình xem nó sẽ cứu ai, cũng nhảy xuống luôn. Thì đến đây thì Bích Trâm xin hỏi luật sư Hưng, vì luật sư Hưng cũng là một người con trai, có lẽ là cũng từng ở trong, không biết là nếu như luật sư Hưng đối diện với tình cảnh này thì luật sư Hưng sẽ cứu ai, bên hiếu bên tình? Mình cứu thì lại không được, nhưng mà mình kêu vợ mình cứu mẹ mình thì cái điều đó là hay nhất, đúng không? Anh lại không biết đó. Thì như vậy đó, thì cách tốt nhất đó, làm sao đó, là cái chỗ nước đó nó là sông cạn thôi đó, thì người ta nhảy xuống, tại vì có trường hợp người nhảy xuống lá cứu tôi với, nhưng nếu mà đứng lên thì nước nó chỉ đến đầu gối thôi đó. Thành ra là thứ nhất, nó còn nói đùa, nhưng mà thưa quý vị, thứ nhất là không nên thử lòng nhau. Tại vì nếu mình thử thì mình phải chịu được, mình phải có can đảm để mà chịu đựng cái hậu quả. Tại vì mình thử, mình nghĩ rằng mình mong muốn cái kết quả tốt nhất, nhưng mà nhiều khi mình không được cái kết quả đó mà mình được một cái gì xấu nhất. Thì mình rất có thể là cũng rất may là cái khúc sông đó hay là hồ đó, cái nước nó cạn thôi, thành ra không ai chết cả. Tại vì nếu không biết bơi mà xuống kiểu đó thì chỉ mấy phút là đã xong đời rồi. Hồ này sâu, chứ không có cạn. Chẳng xin nói tiếp cái kết cục của bản tin này nó đã kết thúc ra sao. Thì rốt cuộc là anh chàng này, anh lấy quyết định là anh nhảy xuống sông, anh cứu bà mẹ. Nhưng mà còn cô vợ thì rất may là có ông hàng xóm ở sát vách, ông nhảy xuống, ông cứu cô vợ lên. Thì khi mà bản tin này đưa ra thì dư luận người ta xôn xao, và dĩ nhiên ai cũng góp ý vào thì người ta tán thành. Người ta nói là anh này đã quyết định đúng khi mà cứu bà mẹ. Nhưng mà người ta rất là chê trách cả hai người phụ nữ là cư xử rất là thiếu sáng suốt, đã đặt để người con trai đó trong một cái tình huống rất là khó xử. Rồi có người còn nói đùa, nói là anh chồng này nên cảm ơn cái anh hàng xóm đó cứu vợ mình, nhưng mà cũng phải coi chừng cái anh hàng xóm đó có ngày mất vợ như chơi dớt luôn vợ tôi. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng, tại vì ba chúng ta sẽ là những người bố chồng, mẹ chồng tương lai. Thì trong cương vị của một người gọi là in-law, thì luật sư nghĩ rằng mình phải làm gì để tránh những cái nhức đầu cho cái người con của mình khi mà có gia đình riêng? Và có thể trong tương lai mình sẽ có một cái đề tài là chàng rể và bố vợ, đúng không? Thì trả lời câu hỏi của Hương Thơ cũng như là với Bích Trâm đó, thì đừng làm khó con của mình. Và nếu mà mình nhìn vào trong khía cạnh rằng là con mình nó cũng là con dâu hay con rể của người ta, thì bây giờ mình có muốn con dâu, con của mình đó, khi mà với lại những cái người mà kể như là bên thông gia được đối đãi như vậy không? Và mình phải cho con của mình phải nhìn nó một cái khía cạnh khác, là bởi vì nếu mà nó có gia đình và có sự trưởng thành thì hãy tôn trọng cái ý kiến của con của mình, hay là mình lùi lại và mình không có can thiệp hay là cho những cái sự chỉ dẫn. Dĩ nhiên là đối với bậc phụ huynh bố mẹ thì bao giờ cũng nghĩ rằng là sự lo lắng mình nhắc nhở con là nên làm điều này điều nọ, hay là đừng có tin vợ quá hay đừng tin chồng quá. Tại vì Hương Thơ với em biết rằng là một trong những cái điều mà chúng tôi hay gặp nhất khi mà các quý vị đến văn phòng để làm living trust đó, để lại di sản tài sản cho con cái đó, thì bao giờ câu nhắn nhủ là luật sư nhớ làm sao là tài sản này tôi chỉ để cho con thôi chứ không có dâu và không có rể. Đó thì đó là cái sự lo lắng, là tại vì nghĩ rằng ok là nếu mà gặp người dâu hay người rể không tốt thì sẽ bòn rút của con của mình, thành ra là mồ hôi nước mắt thì nó sẽ đưa về cho người khác, người ngoài đó. Nhưng mà mình phải nghĩ như thế này là ok,
mỗi một cái con người đó thì đều có một cái hướng nhìn và một cái cách sống khác nhau, cũng như là một cái ngọn nến hay là một cái que diêm đó, thì que diêm nó đốt được bao lâu hay là nó cháy như thế nào thì đó là tùy theo cái sự cư xử của người. Thành ra là mình không thể nào mà mình thì giúp tới mức độ nào thôi, nhưng mà mình phải có một cái sự tôn trọng. Và mình, nếu mình nghĩ rằng là con dâu con rể mình đối cũng như con, thì chỉ là giai đoạn, chỉ là thời gian, thì những người đó họ sẽ cảm nhận được cái thành ý của mình. Và ngay cả với người con đối với nhạc phụ đại nhân hay nhạc mẫu đại nhân cũng làm được như thế, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề. Vâng, xin mời Bích Trâm có câu lời kết. Vâng, thưa quý khán thính giả, mối quan hệ xưa như trái đất cùng những cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thì tưởng chừng nó đến từ là vì không có quan hệ huyết thống với nhau, cho nên khác máu thì tanh lòng. Nhưng mà đôi lúc cũng là vì do cái sự khác biệt giữa hai thế hệ, hai quan điểm sống, và đôi lúc là nó đơn giản là cái sự thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc, thông hiểu lẫn nhau. Trong khi đáng lẽ ra là hai người đàn bà này là vì cùng yêu thương, cùng quan tâm một người, tức là người chồng hay là người con của mình, thì sẽ thân nhau, sẽ thương nhau và giúp nhau mang hạnh phúc cho người mà mình thương. Bên cạnh đó thì vai trò của người nam trong gia đình rất là quan trọng. Nhiều người, người ta nghĩ đơn giản là đó là chuyện của hai phụ nữ, cho nên họ vô tư, họ đứng ngoài cuộc, hoặc là họ làm cái sai lầm rất lớn là họ nghiêng hẳn qua một bên, họ theo mẹ hay là theo vợ. Nhưng cái điều nên làm là người con trai nên đứng giữa và phải đứng cho thật thẳng, và phải làm một cái chiếc gạch nối để mà hai người phụ nữ, một già một trẻ, có thể hiểu nhau. Và mẹ chồng nàng dâu thì cũng tự điều chỉnh những cái thiếu sót. Thưa quý vị, một chút yêu thương, một chút thông cảm sẽ và chia sẻ thì có lẽ cũng sẽ đủ để mà xây nên một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, qua đề tài này thì Hương Thơ mong quý vị phụ nữ nào đang có sự căng thẳng không thể giải quyết với mẹ chồng hay với nàng dâu thì hãy hiểu rằng quý vị không phải là người duy nhất ở trong tình huống này. Mẹ chồng hay nàng dâu đều là hai vai trò mà có thể trong đời của chúng ta phải trải nghiệm qua. Và Hương Thơ xin kết thúc một bài thơ có tựa là Người đàn bà thứ hai của tác giả Phạm Thị Vĩnh Hà, và mong rằng sau khi nghe chương trình Chuyện người chuyện ta này, quý vị sẽ tìm ra phương cách để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng và nàng dâu. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, bởi trước con anh ấy là của mẹ. Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ, nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi. Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời, hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy. Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy, con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai. Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai. Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ, nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ. Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh, con chỉ là cơn gió mong manh. Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy, nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy, anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi. Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời, cũng có thể chia tay trong ngày mai có thể, nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, dù thế nào con cũng chỉ thứ hai. Chương trình Chuyện người chị ta đến đây xin được kết thúc, và xin hẹn quý vị vào lần tới. Xin kính chào.